Xin kính chào tái ngộ quý vị. Đây là phần thứ hai nhận xét về cái video của ông Hoàng Duy Hùng, video 1842, nói rằng xét xử mới của Trung Quốc thay đổi quan điểm về Hồng Kông và Macau, kỳ tới Việt Nam thì sao. Đây là phần thứ hai. Tôi nhắc lại cái đoạn liên hệ là ông nói là nếu mà không công nhận là do nhờ cơ chế thị trường, cơ chế chính trị mà Bồ Đào Nha đặt lên cho Macau cả trăm năm, phủ nhận nó là thuộc địa của Trung Quốc, thì Trung Quốc muốn cái vấn đề khác, là Trung Quốc không muốn cho người dân ở Trung Quốc ngóng trông về Hồng Kông và Macau như là một biểu tượng để phát triển. Vậy thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Minh Quang nói về sự giàu có của Hồng Kông và của Macau. Dạ, xin kính mời. Thưa quý vị khán thính giả, hân hạnh lại được trở lại tái ngộ nói chuyện với quý vị. Tiếp theo chúng tôi sẽ nói là sự giàu có của Macau với lại Hồng Kông. Thưa quý vị, từ ngàn xưa ở bất kỳ quốc gia nào ở trên thế giới có những cái nghề mà người ta lên án và khinh bỉ nhất, đó là bốn cái nghề điên cướp, chứa bạc và chứa gái làm điếm, thứ tư nữa là buôn bán thuốc phiện lậu. Thế mà ông Hoàng Duy Hùng lại dùng cái giàu có của Macau với lại Hồng Kông làm cái biểu tượng để cho sự phát triển kinh tế. Thì chúng xin nói rõ rằng Macau là giàu có vì nhờ chứa bạc, và Hồng Kông giàu có là khởi sự từ cái sự cửa khẩu nhập cảng thuốc phiện vào Trung Hoa, và xảy ra cuộc chiến tranh Nha Phiến đã xảy ra vào năm 1842 thì phải, là cái nơi mà buôn bán thuốc phiện, nhập cảng thuốc phiện vào bán cho nhân dân trong lục địa Trung Hoa. Như vậy thì cả hai cái thứ giàu có đó là cái thứ giàu có bất đương mà nhân dân thế giới từ ngàn xưa đến bây giờ đều hay lên án và khinh bỉ đến cùng độ của khinh bỉ. Dĩ nhiên là cái tâm lý bình thường thì ai cũng muốn giàu có, nhưng mà chính quyền Trung Hoa đã nhìn thấy rằng những cái đó là cái gương xấu, đi làm giàu bằng cái nghề chứa điếm với là giàu nghề chứa bạc với là buôn bán thuốc phiện, thì không có chính quyền nào vì dân vì nước mà lại nghĩ đến cái chuyện đó, do đó phải cấm. Cũng giống như là tôi sống ở Sài Gòn, tôi cấm con cái tôi không được đi lại với cái khu mà có nhiều ổ điếm, bởi vì ở đâu á thì cũng ảnh hưởng môi sinh ở cái địa phương đó. Thế giờ ông Hùng lại dùng cái phát triển kinh tế bằng cái chứa bạc là ở Máu Cao, và bằng cái nơi mà cửa khẩu trung tâm nhập cảng thuốc điện vào lục địa Trung Hoa, thuốc điện vào lục địa Trung Hoa, để làm cái tiêu biểu rằng là cần có như vậy. Chứ còn cái cơ chế mà ông Hùng nói đây là chắc là ông Việt Hùng sai. Cơ chế thuộc địa thì thuộc địa nào cũng có chủ trương bóc lột nhân dân, cũng cướp đoạt tài sản của nhân dân, mà chúng tôi đã nói phần 1. Thì đây không phải là cơ chế, mà đây là cái chính sách làm giàu bằng cái những cái nghề bất lương. Thì cả hai cái chỗ đó thì không ai chối cãi được. Hồng Kông là cái cửa khẩu mà nhập cảng thuốc phiện vào cái lục địa Trung Hoa, mà lục địa Trung Hoa là cái thị trường lớn nhất, và tất cả các thuộc khác của Anh cũng như là của tất cả các nước khác không có cái nào mà giàu như là Macau với lại Hồng Kông cả. Bây giờ bốn cái mà tôi nói rằng là về cái nghề làm giàu bất lương đó, là ăn cướp là 1, chứa đĩ là 2, chứa cái ổ điếm đó, chứa bạc là 3, và buôn bán thuốc phiện là 4. Thế bây giờ nói về ăn cướp thì nãy tôi đã nói rõ là bản chất của giáo hội La Mã là chủ trương dạy cho các tín đồ và các chính quyền mà thần phục của giáo hội là nếu khỏe mạnh thì, nếu có hùng mạnh thì đi ăn cướp bằng cái sắc lệnh mà đã nói phần 1 rồi. Bây giờ tôi nói đến giàu có vì chứa điếm, thì đây là cũng giáo hội La Mã chủ trương là vào thế kỷ thứ 15, thời giáo hoàng Sixtus IV, ông này làm giáo hoàng từ năm 1471 đến năm 1484, thì ông ấy là thứ nhất, ông mang cái tội là loạn luân với chị hay em gái. Chúng tôi dùng cái chữ chị hay em gái là vì cái tiếng Anh nó gọi là sister, nó không nói rõ. Và thứ hai là có một người con trai. Rồi thứ hai đó là ông ấy ban hành cái quyết định là cấp giấy phép cho những người mở nhà chứa điếm để lấy hành nghề điếm đó, và để lấy tiền cho ông chi phí những cái cuộc đời hoang phí của ông ấy. Thì cái điều này là tác giả cuốn Vicar of Christ đều nói rõ như vậy. Đó là chứa điếm. Thế thì
từ cái trung tâm mà được coi là đạo đức nhất ở trên cái thế giới Tây Phương của cái giáo hội La Mã hay là của Thiên Chúa giáo, mà chủ trương như vậy thì tất cả các ông tín đồ Thiên Chúa giáo lên cầm quyền thì cũng đều chủ trương làm cái chuyện đó. Thành ra đó là đổi bại. Nước Anh là một trong những nước theo Thiên Chúa giáo, không phải là La Mã, nhưng mà là khởi đầu là Kitô de La Mã, sau đó mới ly thật khai thôi, thì cũng chủ trương làm cái nghề gọi là chứa điếm. Thì họ chứa điếm ở chỗ nào đó thì mẹ ở đây không nói. Hồng Kông thì nó là chứa buôn bán thuốc viện, mà Macau thì chứa bạc. Thế thì giờ đến cái vấn đề gọi là bây giờ nó chứa bạc là Macau, thế thì vấn đề họ khai thác là vì cái máu cờ bạc là cái máu của tất cả những cái người mà ham thích những cái của mà đánh bài đánh bạc. Cái chuyện đó cũng là rất nhiều và rất ở mọi nơi. Thì cái dân tộc Trung Hoa nó cũng rất đông lắm. Do đó ở cái chỗ Macau mà nó thành một cái trung tâm để mà chơi như vậy đó, thì những cái dân mà nó có tiền có bạc, nó ham chơi như vậy nó ra đó thì khai thác được lắm, thì nó lấy được thuế. Do đó làm cái nghề đó thì dĩ nhiên là được nhiều tiền, nhưng mà nó đưa đến cái chỗ suy đồi đạo đức, suy đồi cái tinh thần dân tộc, không còn thiết tha với đất nước nữa. Đó là cái chủ trương của giáo hội làm như vậy để cho cái những cái chính quyền mà liên kết với giáo hội La Mã dễ dàng chinh phục nước Trung Hoa, vì nước Trung Hoa không có dễ dàng chinh phục. Đó là cái chủ trương của giáo hội La Mã. Rồi buôn bán thuốc phiện. Giờ đến buôn bán thuốc phiện thì như quý vị đã biết nãy rồi, đã nói cái chỗ Hồng Kông là cái chỗ cửa khẩu nhập cảng thuốc phiện từ mọi nơi trên thế giới đến Trung Hoa, và đã xảy ra cuộc chiến tranh Nha Phiến vào năm 1842, mà người nổi danh chống lại cái đó là ông Lâm Tất Tử. Bây giờ tôi xin nói cái thuốc viện này á, thì nó là thế này: giáo hội La Mã tài trợ cho cái trung tâm biến chế thuốc viện sống thành thuốc viện chín ở Marseille, do người Âu Châu hoặc làm chủ. Và cái thời ông Ngô Đình Diệm đã biến cái miền Nam Việt Nam thành cái trung tâm lấy thuốc viện, mua thuốc viện từ cái vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam, rồi nhập cảng cung cấp thuốc viện sống cho cái trung tâm biến chế thuốc viện thành bạch phiến ở Marseille. Điều này chúng tôi cũng đã nói rõ ở trong cái chương sách gọi là 91 trong sách hiếm, thì quý vị có thể vào đó đọc thấy rõ là như vậy. Thế thì cả ba cái tội ác là bốn cái tội ác là ăn cướp là một, rồi chứa bạc là hai, chứa gái điếm là 3, buôn bán thuốc viện lậu là 4. Rồi ngoài ra còn có thể nhiều cái tội ác khác mà bây giờ tôi chưa nhớ thì chưa nói. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn cái đề tài này đã làm cho tôi nhớ đến những cái điều mà thiếu sót trước đây tôi viết trong cái bài 26 tội danh của giáo hội La Mã chống lại nhân loại trong gần 2000 năm qua. Và tôi sẽ thêm vào trong cái bài viết mới của tôi. Đến đây thì cũng đủ để quý vị nhận thấy rằng là cái tội ác này đều do giáo hội La Mã và các chính quyền đế quốc Âu Mỹ chủ trương để mới tạo nên, để làm suy yếu những cái tiềm năng tinh thần dân tộc của các dân bản địa mà họ nhắm tới để chinh phục. Xin đến đây xin tạm dứt để kính chào quý vị và sẽ gặp lại quý vị trong kỳ tới. Kính thưa quý vị, vậy thì Hồng Kông và Macau đáng đem ra là một biểu tượng để phát triển hay là không? Dạ xin kính chào quý vị và hẹn quý vị kỳ sau. Kỳ sau chúng tôi sẽ nói về những cái cuộc nổi dậy chống Pháp của nhân dân Việt Nam trước cuộc cách mạng của ông Nguyễn Thái Học và Đảng Cộng sản. Thì đó là chúng tôi sẽ trình bày vào cái phần sau. Dạ tạm biệt quý vị.